Ở trong video này mình sẽ chia sẻ đến với các anh em một số những chai nước hoa mà chúng ta phải nên hết sức cân nhắc nếu như có ý định sở hữu. Có thể là bởi vì một lý do A, một lý do B, tuy nhiên tự chung lại thì chúng ta nên hết sức cân nhắc nếu như có ý định sở hữu một trong những em nó nếu như có ở trong cái list này. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình chắc chắn rồi, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mà mọi người phải nên hết sức cân nhắc nếu như quyết định mua đó là Thomas Cosmala number 4. Đây là một chai nước hoa thì theo như quảng cáo là có cái sự giao thoa, có cái sự hòa quyện giữa 540 và A13. Tuy nhiên thực tế đây là một cái mùi hương, nếu như để mình được đánh giá thì đây là một chai nước hoa nó hội tụ đầy đủ những cái tiêu chí của một chai nước hoa siêu tệ. Mùi hóa học, thứ nhất là mùi hóa học. Cái thứ hai là cái cách blend mùi của nó rất là thô thiển. Cái thứ ba đó là cái mức độ gọi là gây nhức đầu của một chai nước hoa này có thể gọi là cũng là xuất sắc. Có nghĩa rằng là đối với mình, một chai nước hoa mà nó hội tụ tất cả những cái yếu tố mà để có thể vào một cái chai nước hoa siêu tệ thì Thomas number 4 nó đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí của mình. Do vậy nếu như các anh em có ý định tìm một cái chai nước hoa nó là của 540 của Another 13, nghe có vẻ rất là hoành tá tràng, thì chúng ta phải nên hết sức cân nhắc, bởi vì nếu không đây chắc có thể là một cái fail rất là cao đó. Nếu như anh em nào mà thích cái mùi 540 mà chúng ta không có tiền hay nhiều tiền thì thực ra nó có rất, đến hiện tại bây giờ thì có hàng tá những cái chai clone khác mà mùi nó mượt hơn, và mình nghĩ rằng thậm chí là giá nó còn mềm hơn rất là nhiều. Cái đấy thì chúng ta có thể tìm rất là dễ. Còn với sản phẩm Thomas number 4 này thì phải nên hết sức cân nhắc, bởi vì như mình đã nói, tỷ lệ fail của chai nước hoa này rất là cao. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là Light Blue Italian. Đây là một sản phẩm được ra mắt sau khi mà Forever Light Blue Forever, một mùi hương rất là thành công của nhà Dolce & Gabbana. Và nếu mà để so sánh giữa Italian Love và Light Blue Forever, gần như là cái sự khác biệt là không đáng kể. Đó. Theo cái cảm nhận của mình thì Italian Love thì nó mềm hơn, nó nhẹ hơn so với phiên bản Flanker Light Blue Forever. Thì nếu như mà chúng ta đã thẩm mùi của Light Blue Forever và chúng ta không thấy thích thì cũng nên hết sức cân nhắc nếu như quyết định mua chai Italian này, bởi vì như mình đã nói về cái style tông mùi của nó không có một cái gì khác biệt. Thì rất có thể nếu như chúng ta đã ghét Forever thì chúng ta cũng có thể ghét luôn QM Italian này. Mình không nói rằng mùi hương của phiên bản này là tệ, mình cũng khá là thích bởi vì nó rất là phù hợp xài hè ở Việt Nam. Tuy nhiên mình đang nói là nếu như các anh em nào mà chúng ta không thích cái mùi hương của Forever thì cũng có thể 90% là chúng ta sẽ ghét chai Italian này. Cho nên là anh em cũng phải nên hết sức cân nhắc nếu như quyết định mua chai nước hoa này. Ok, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là Carolina Herrera Bad Boy. Nghe có thể là Bad Boy mà, chai hư, thì chúng ta có thể tưởng tượng đây là một chai nước hoa, một cái mùi hương gì đấy nó rất là bá đạo, một cái mùi hương gì đấy có vẻ như là không theo, gọi là có thể là bùng cháy kiểu như thế. Tuy nhiên đây là một chai nước hoa mà có một cái mùi hương nó hết sức là phổ thông, gọi là phổ thông quá mức, với sự kết hợp của cacao và một chút ngọt. Có thể là nghe cái về nốt hương cacao, ngọt nữa, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên đây là một cái mùi hương mà chúng ta có thể gặp hàng tá những cái chai nước hoa đã ra mắt đó rất là nhiều. Mình không thể ví dụ như là thậm chí là Jean Paul Gaultier Scandal Nam này, hoặc là rất nhiều. Đại ý rằng khi mà chúng ta ngửi chai nước hoa này, chúng ta sẽ thấy nó giống rất nhiều những cái chai nước hoa đã có mặt ở thị trường. Đó, một cái mùi hương quá là phổ thông. Mình thực sự là mình không có một cái gì ấn tượng với cái chai nước hoa này, trừ cái ngoại hình của em nó giống như kiểu Shazam ấy, kiểu như thế. Còn lại về mùi hương, như mình đã nói, nó quá là phổ thông, nó không có một cái gì để mà chúng ta cảm thấy là nó đặc biệt. Đó thì tất nhiên thì là mỗi người một gu. Cho nên nếu như anh em nào quyết định Bad Boy của Carol Herrera, chúng ta nên cân nhắc
Mình không nói là nó tệ, mình không nói là nó thơm. Tuy nhiên thì như mình đã nói là nó hết sức là bình thường. Ok, chai nước hoa thứ ba. Chai nước hoa thứ tư đó là Sakolotan Ombos Vani. Trong một cái video trước mình đã nói, bởi vì đây chai nước hoa này ở những cái phiên bản mới hiện tại của nó đã bị reform khá là nhiều, và giống chai Ombos Vani này thì gần như đã mất hoàn toàn cái tông mùi đặc trưng của phiên bản cũ, khác hoàn toàn. Đó, nó không còn phải là cái mùi thơm ngậy nữa, mà nó là một cái tông mùi gỗ của vani. Đó, nó khác với phiên bản cũ. Thì mình cho rằng đây là một cái reform làm giảm đi cái giá trị mùi hương rất là nhiều của Ombos Vani. Do vậy nếu như anh em nào mà chúng ta xem những video của mình, hoặc bất kỳ một video nào kể cả ở bên bển hoặc của kênh, các kênh Việt Nam mà khen chai nước hoa này, thì chúng ta nên hết sức cân nhắc, bởi vì bản mới của nó bây giờ mùi hương nó đã không giống như những bản cũ, thì chúng ta nên cân nhắc trước khi mua. Đó, và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà Amarch, và nó có tên là Lyric Woman. Bộ đôi Lyric này thì có đều là theo chủ điểm là hồng, ví dụ như bạn Lyric cho nam và cho nữ đều là hồng. Nếu như ở bản nam thì đây là một cái cảm nhận của mình là mùi hồng tươi nhẹ nhàng, thì ở bản nữ đó là một sự kết hợp của nhang của hồng. Thì nói thế nào nhỉ, mình nghĩ rằng nếu như anh em mà có định mua tặng Amarch Lyric Woman mà tặng cho bạn gái, thì chúng ta nên hết sức là cân nhắc, bởi vì nó khá là thế nào nhỉ? Nó là một cái sự thử thách khá là lớn, và trong cái sự thử thách này thì cái tỷ lệ fail nó cũng khá đó. Bởi vì một mùi hồng kết hợp cùng với nhang nó sẽ là một cái combo mùi khá là khó để có thể trải nghiệm. Đó, thì chúng ta cũng nên hết sức cân nhắc nếu như có định chọn sản phẩm Amarch Lyric Woman. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 5 chai nước hoa mà chúng ta nên hết sức cân nhắc nếu như quyết định hạ tiền, bởi vì cá nhân mình thấy rằng là có một cái gì đấy nó ngọa hổ tàng long kiểu như vậy. View của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share để mọi người cảm thấy video có giá trị, và anh em mình sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.